giữ im lặng. Toán học kỳ chuẩn bị. Xin tất cả quý vị đứng dậy nghiêm chỉnh. Lần trước bước ca Hoa Kỳ. Thank you.
hậu kỳ, chuẩn bị, giá kỳ. Trái phải, quanh, đằng trước, bước. Toán hậu kỳ rời vị trí hành lễ. Kính mời quý vị an toàn.